Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Ranger nhé, dòng xe bán tải, bán chạy số 1 tại Việt Nam. Cũng như là trong cái video ngày hôm nay, ngày 24 tháng 10 của năm 2023 rồi, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Ford Ranger này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu dòng xe Ford Ranger này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Ford Ranger này sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn. Nó bao gồm phiên bản XNS 4x2AT này, 4x4AT, phiên bản Sport và phiên bản Y-Check anh em nhé. Với cái mức sức cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì dòng xe Ford Ranger này vẫn là một trong những cái dòng xe mà không có đối thủ để có thể cạnh tranh được anh em nhé. Và cụ thể chi tiết lăn bánh cũng như là về khuyến mại như thế nào thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết để cho anh em có thể chuẩn bị cái tài chính của mình một cách tốt nhất anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với em cái phiên bản Ford Ranger XNS 4x2AT phiên bản một cầu. Bản này thì đang có mức giá là 707 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 35 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 693 triệu, trả góp thì đang là 160 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 689 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại bên em thì đang rất là nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất, cũng như là sẽ gửi tới anh em những cái chính sách giá bán cạnh tranh nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản XNS 4x4AT, cái phiên bản 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 776 triệu. Với cái chính sách giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em lên đến 55 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 741 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 737 triệu, trả góp thì đang là 170 triệu. Với cái bản XNS 4x4AT này thì bên em cũng đang còn một số xe để có thể giao ngay cho anh em ở cái thời điểm này được. Anh em cứ cảm thấy phù hợp với mức giá và muốn nhu cầu lấy cái màu nào thì có thể gọi điện cho em để em kiểm tra lại tiến độ xe, cũng như là sẽ gửi tới anh em những cái mức giá cạnh tranh và cập nhật liên tục cho anh em luôn anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Ford Ranger Sport 4x4AT. Bản này thì đang có mức giá là 864 triệu. Với cái chính sách giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 65 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 823 triệu. Trả góp thì đang là 197 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 818 triệu. Trả góp thì đang là 192 triệu. Với cái mức ưu đãi này thì anh em cũng nên cân nhắc là quyết đoán đặt cọc sớm để được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em nhé. Hiện tại thì bên em cũng đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay, nên là anh em cũng hoàn toàn yên tâm về cái tiến độ xe ở thời điểm này với cái phiên bản Sport này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Ford Ranger Y-Check. Bản này thì đang có mức giá là 979 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm này thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 80 triệu, tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 925 triệu, trả góp thì đang là 219 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 922 triệu, trả góp thì đang là 213 triệu. Với cái bản Ranger Y-Check này thì bên em cũng đang cực kỳ nhiều xe sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi như trên mà anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Vừa rồi thì em đã gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Ford Ranger ở cái thời điểm cuối tháng 10 này rồi.
Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi cho anh em cái chính sách tốt nhất này, cũng như là sẽ gửi tới anh em những cái bảng tính nhân bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.